Hello, xin chào mọi người. Xin chào mọi người đã đến với kênh Mô tô Văn Nga 79 nha. Lại là chương trình review xe. Xin chào mọi người, những ngày cuối năm chúng ta lại chuẩn bị đón Tết. Mô tô Văn Nga 79 xin kính chúc mọi người trong chúng ta đã xem clip này, cũng như là mọi gia đình Việt Nam chúng ta chuẩn bị đón một cái Tết, một mùa xuân ấm áp nha mọi người. Gia đình ấm no hạnh phúc. Rồi, hiện cửa hàng cũng còn tương đối nhiều xe bán được rồi, cũng còn cũng khá là nhiều, nhưng hôm nay cũng vẫn còn một số xe anh chị em xem qua nha. Tiger XR, CB 1000 neo lớp, Rocket CB 1000, hoặc lay Iron, hoặc lay Super Low, cầu cầu cũng có, CB cổ điển 1980 cũng có. Rồi hôm nay thay đổi món mới một tí xíu. Món mới là gì? Đây, từ bữa nào nay bán review xe mô tô không à, hôm nay chuyển qua có một chiếc, mua được một chiếc xe ga phân khối lớn. Nói chung nói lớn thì cũng không phải lớn lắm đâu, nhưng mà cũng tương đối là biển số A, mình gọi là xe ga phân khối lớn này. Chiếc Forza 250. Chiếc Forza 250 nha mọi người. Đây, anh chị em. Đây, Forza thì có 250, có 300 có. Chiếc này 250 bản giữa, bản tương đối giữa, bản này 209. Có bản đời trước nữa, bản này bản 209. Em ghi đầy đủ cho mọi người xem qua chiếc xe này với. Chỉ chơi những chiếc xe chất thôi nha mọi người, nên chúng ta em ghi chậm chậm tí để mọi người xem qua. Có khi anh em chơi mô tô hoặc là chơi xe ga có thể nhìn thấy chiếc xe này, nếu mà dự ý, có khi là không để ý, nhưng mà xem qua cái clip này có khi dự ý thì cũng có thể chơi chiếc xe này khá là ok lắm. Honda nha, nói tới xe ga mà Honda thì chúng ta không bận tâm gì nhiều đâu, chỉ sợ những cái xe mà nó không có thương hiệu tào lao rồi thôi, chứ xe Honda thì chúng ta không sợ nhiều đâu, không sợ gì đâu, nó ổn định lắm. Đây, biển số thành phố Hồ Chí Minh nè, chiếc xe rất là chắc nha, em ghi chậm chậm chi tiết để mọi người thấy. Nước sơn zin rất là đẹp. Này chắc có trầy xước một vài chấm nhỏ thì cũng đã có dặm rồi quá, tại mình mới mua về sau. Không có đâu, một vài chấm nhỏ thôi, không có gì. Bộ đèn mới lắm, xe ít dùng, bộ đèn còn mới. Dùng kỹ chứ cũng không phải là ít dùng lắm đâu, mà dùng kỹ, rất là mới. Rồi, Forza 250 nha cả nhà. Đây, được trang bị thắng ABS rồi, được trang bị thắng ABS nha, thắng ABS ghê nè, thắng rất là an toàn. Chiếc xe 250 xe ga mà trang bị thắng ABS, thắng rất là an toàn. Thế hệ này ngay thời điểm năm 2009 mà trang bị ABS thì không có nhiều xe được trang bị vậy đâu. Sau này thì hai mười mấy trở lên thì Honda trang bị cho, kể cả 125 luôn đã có, 150 đã có, nhưng mà thế hệ sau này hai mười mấy mới có lần. Cho năm 2009 mà chiếc này trang bị ABS thì cũng không nhiều dòng trang bị đâu nha mọi người. Đây, chiếc này là Forza S. Forza S nha mọi người, là phiên bản cao cấp của Forza. Phiên bản Forza S xài cái remote, chìa khóa là dùng bằng remote nha mọi người. Đây, em ghi bên đây cho mọi người xem nè, cả đây remote đây, khởi động mở khóa đây, nút đây nha mọi người. Đây, ổ khóa rất là dễ thương. Bản S nó có hai chế độ chạy, chạy tự động và chạy số tự động, S và D. Lát nữa mình sẽ ghi rõ vào chỗ đó. Có trang bị loa nhạc nè, chúng ta mua về chúng ta, loa này rất hay nha, loa zin nè, mua về có thể rằng là kết nối YouTube hoặc cổng USB vô thì chúng ta dùng được rồi, theo như anh chủ thì nói như vậy. Ừ đúng rồi, ok, mình chưa có kết nối kịp cái đó, là chưa có dùng, tại mua về quán thôi chứ không có trang bị thêm cái đó.
vị trí mở, à nó có cái hộp này hay lắm này. Đây, mình có thể bỏ giấy tờ vào trong này nha mọi người, đây. Để vào. Nhấn nút này chạy ra, muốn đổ xăng thì đây có cái nút đây, nút đây mở nắp đổ xăng. Đây. Đó. Đó. Rồi chúng ta dỡ lên chúng ta. À chúng ta đậy lại. Đó, rồi. Nắp đây, nắp đựng đồ rồi đây, những cái hộp để đựng đồ, giống quá tủ lạnh. Rồi đây có khóa bánh sau luôn đây, giống như thắng tay của xe hơi vậy đó. Khi chúng ta đậu trong nhà có cương nít rồi thì lỡ chúng nghiêng rồi có hồi sợ xe nó chồm tới nó ngã đổ xe trẻ con nguy hiểm thì chúng ta có thể khóa cái này lại, hoặc là cái xe tránh tình trạng trượt bánh ngã đổ chúng ta khóa lại những cái đường mà nó hơi chồm chồm thì chúng ta khóa lại thôi nha. Đây, nhớ nó rất là được trang bị rất là hay. Đây. Chiếc xe zin hoàn toàn nha mọi người. Đây mình mở yên lên. Đây. Mở yên. Cái hộc yên có hai lỗ, lỗ bên này và lỗ bên này. Đó. Lỗ bên này và lỗ bên này cũng tương đối rộng, không rộng lắm đâu, không rộng bằng chiếc BCS đâu nha mọi người, tại nó phân khối lớn và cái khu vực này nó nằm động cơ nó tương đối lớn, không rộng bằng xe BCS đâu, nó lớn vậy chứ không rộng bằng. Đó, mình nói cho nó chi tiết luôn chứ không phải là chiếc xe nó bự mà nó rộng hơn BCS thì không phải đâu. Rồi, kêu anh Hoàng kỹ thuật ra đây, Quân ơi. Ra đây bấm cái này không Quân? Bấm cái mốt chạy này ghi hình để cho mọi người xem. Đó, mốt chạy có mấy mốt chạy? Có hai mốt chạy, chạy tự động và chạy số. À, nói luôn để cho mọi người chi tiết. Đang chạy số D. S là chạy số đúng không? Rồi, chúng ta ghi vào trong này. À, khi chúng ta sang số anh nhau, nhấn mốt bên đây, sang số nhấn mốt bên đây nếu chúng ta thích. À, nổ máy lên. À, này là đang chạy số tự động đúng không? À, đang chạy số tự động. À, tự sang số tự động. Và mình đang chạy D hay là C, S? À, tự động. À, số bên đó. Rồi. Mình chạy D đâu? À, rồi D. À, D là không chỉnh được mod, xuống S mới chỉnh được mod đúng không? Hai cái này là chạy bình thường. À, hai đó chạy bình thường. À, muốn chạy số tay thì chạy qua bên này. Ừ. À, rồi, ok. À, vậy nha mọi người, cũng chỉ đại khái qua thôi. Nha mọi người về dùng, rồi từ từ tìm kiếm thêm. Nó cũng là một cái tìm kiếm thích thú á, mò tầng mần mò thêm để cho khi dùng nó có hai mod chạy, mod D và S, S và D tự động. Có sang số tự động 6 số luôn à. Rồi, một chiếc xe qua sử dụng năm 2009 và xe này xe hải quan nha mọi người, không phải thường mấy chiếc này dễ dính có xe cam như này như kia lắm, nhưng mà xe này hải quan sang tên toàn quốc. Đó. Chiếc xe thì mình mua về không có làm gì hết. 2009 thường thì có tài xước dễ làm lắm, nhưng mà thấy chiếc xe đẹp quá mua luôn, mua của anh khách quen luôn, thấy xe đẹp quá mua về để nó thêm cái sản phẩm, thêm cái đầu xe. Anh em chơi xe mô tô thường hay na ná tới cái dòng này, có cũng nhiều người thích, nhiều người thích đi nó lắm. So với một chiếc SH thì đi chiếc xe này như phụ nữ thì đi rất là kỳ, không có đẹp, nói chung không phải là kỳ, phụ nữ là chê kỳ là đúng rồi, nhưng mà đàn ông chơi mô tô và có thêm chiếc xe này đi cũng hay lắm. Cà phê đi ra ngoài đường chạy chạy phiêu lắm nha mọi người. Chiếc này chạy ra ngoài đường chạy nó rất là mượt xe, nó êm lắm, dần nhúng dần đồ rất là êm, và động cơ của nó chạy êm lắm chứ không có bị mà khó chịu. Rất là sạch sẽ, không có trầy xước miếng nào, máy móc động cơ êm, máy zin hết nha mọi người, máy zin chứ không có làm gì trong này hết. Phần xe ga thì một thời gian là thường chúng ta bảo dưỡng cái bố nồi và vệ sinh dây cura thì cái phần đó tháo nồi ra không có sao đâu. Đó. Mình xe này mình không dám chắc là tháo ra hay chưa, tại nó có cái bộ bọc ra bên ngoài, nhưng mà cái việc đó nó không quan trọng đâu, không quan tâm, tại vì thường nó là xài
một hai năm chúng ta phải bảo dưỡng cái nồi nó lại. Nồi đó là nồi khô, nó giống như cái bố thắng thôi, mình không có bằng, không bằng tâm. Nếu mà không bảo dưỡng chạy nó sẽ yếu cái xe, nó đừ cái xe, nó như là một cái bố thắng thôi. Rồi Forza 250 phiên bản thắng ABS đời 2009, hải quan chính ngạch. Xe đi em ghi chỗ đây, odo 36.000 nha mọi người, đi được 36.000 đã đi được 36.000, xe chất lượng, không đâm đụng té ngã gì hết. Rồi thêm phần này cho em nói thì cũng không có gì, chắc không có gì nói thêm đâu mọi người, chỉ là nói cái giá nữa thôi, nói cái giá thử anh em anh chị em quan tâm có phù hợp để chơi một chiếc xe hay không. Thì giá chiếc xe này được bán 135 triệu, 135 triệu, chiếc xe sang tên toàn quốc, nhập khẩu hải quan chính ngạch nha mọi người. Đây đèn, để mở đèn coi xem sao. Đâu ta? Này có đèn chưa? Chưa có hả? À mới có. Này thường xe nhập về là đèn nó sáng hoài. Để mình coi thử nó nút đèn nằm đâu. À đây, nút đèn nằm đây. Dễ qua nút đèn nằm đây. Đây, nút đèn nằm đây. Đèn cặp pha đèn rất là sáng nha mọi người. Đây. Cốt pha. Cốt pha. Sáng rất là đẹp. Rồi với một cái phân khúc giá vừa để chơi 135 triệu nha mọi người. Rồi xin cũng không có còn gì nói thêm. Rồi xin chào mọi người. Mọi người nếu mà ai có cần hỏi trực tiếp thì có hai số điện thoại ở trên góc màn hình đó, 0933 891 954 và 0902 319 854. Địa chỉ xem xe và giao dịch 335 An Dương Vương, phường Lạc, quận Bình Tân. Rồi, rồi xin chào mọi người. Rồi xin chào.